bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hãy chấp nhận sự chỉ trích vô lý. Bây giờ tôi xin nói cho các bạn nghe kinh nghiệm của tôi khi tôi tụng kinh Địa Tạng. Lúc tôi 17 tuổi thì đã bắt đầu giảng kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn và kinh Kim Cang cho người ta nghe rồi. Ban đầu tôi không biết giảng nhưng vẫn phải giảng. Vì sao vậy? Bởi vì lúc bấy giờ có rất nhiều người muốn nghiên cứu, học hỏi kinh điển nhưng lại không biết chữ. Do vậy tôi mới suy nghĩ là tôi cần phải đảm nhiệm công tác này, nên tôi mới giảng kinh cho họ nghe. Một ngày nọ, tôi ngẫu nhiên phát hiện ra quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, và tôi như bắt được của quý. Đọc qua một lần, tôi thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát vô cùng từ bi. Ngài rất quan tâm đối với chúng ta, mà chúng ta thì không hay biết gì. Do đó, tôi phát tâm mỗi ngày quỳ trước Điện Phật và tụng một bộ kinh Địa Tạng. Sàn của Phật Điện lót bằng gạch, không có nệm, mà tôi chỉ mặc quần bằng vải thường. Quỳ trên sàn gạch và tụng một bộ kinh phải mất 2 giờ đồng hồ. Tôi chuyên chú tụng đến nỗi đầu gối rướm máu mà cũng không hề biết đau đớn gì cả. Càng tụng thì tâm càng khoan khoái. Mỗi ngày cứ đúng giờ là tôi quỳ trước Điện Phật và thành tâm tụng. Hơn 100 ngày sau thì ma chướng phát sinh nên tôi phải ngưng không còn niệm được nữa. Người tu đạo nếu không dụng công tu hành thì chẳng có ma chướng lại khảo nghiệm thử thách. Hễ bạn được một chút xíu thành tựu thì ma liền đến thử thách để coi bạn có định lực hay không. Trong lúc tôi đang niệm kinh Địa Tạng thì có một vị cư sĩ đến chùa cúng dường. Ông ta thấy tôi quỳ mà tụng kinh thì rất tán thán khen ngợi tôi và nói với người trong chùa, thầy đó dụng công như vậy, thầy đó tinh tấn như thế kia. Sau khi vị cư sĩ này đi về rồi, tất cả các thầy trong chùa đều mắng tôi, chú giả bộ hay quá, cố làm cho cư sĩ để ý, để chứng tỏ rằng chú là kẻ tu hành chuyên cần, chú thật là đồ lợi dụng. Lúc bấy giờ tôi chẳng biện luận gì cả, mình hiểu mình là được rồi, chỉ biết rằng mình vì tu hành mà tụng kinh thôi. Nhưng từ đó về sau thì những chuyện vô lý thường xuyên xảy ra. Trước khi tụng kinh, mấy thầy lại mắng tôi, đồ giả mạo tu hành. Sau khi tụng kinh xong, mấy thầy cũng lại chửi tôi, giả bộ tu hành xong rồi sao? Ngày nào cũng chửi mắng om sòm, nhưng tôi vẫn cứ chịu đựng không nói lời nào cả. Sau khi tôi tụng được hơn 100 ngày, thì ma chướng thật sự kéo tới. Một hôm, vừa niệm xong một bộ kinh Địa Tạng, thì vị đại sư huynh tới trước mặt tôi, rồi đánh tôi một phát. Tôi chẳng hiểu vì sao, cũng không dám hỏi lý do. Sau đó, y mắng tôi, chú là người vô dụng, ở đây biếng nhác hưởng nhàn. Người ta có công việc làm ngoài kia, còn chú thì ở đây giả bộ tụng kinh để biểu diễn cho người ta coi. Chùa đâu phải chỗ để cho chú tu hành như vậy. Chú có công đức gì mà ở đây tu hành? Vì thế tôi chỉ còn cách phải ngưng việc tụng kinh Địa Tạng. Hôm nay gặp kỳ Địa Tạng thất khiến tôi nhớ lại chuyện quá khứ. Tu hành không phải dễ dàng, mà lúc nào cũng có thể gặp chướng ngại. Các bạn rất là may mắn đã gặp được đạo tràng tu hành rất lý tưởng, không bị chửi mắng, không bị đánh đập, vô cùng ung dung tự tại. Các bạn cần học gương nhẫn nhục, luôn luôn phấn đấu trong nghịch cảnh, tiếp tục công phu tu hành và tinh tấn hành trì trong mọi hoàn cảnh. Ha ha ha, 问什么的说